hello xin chào mọi người nha thì hôm nay mình uh, uh, sẽ làm một cái video trả lời cho một cái bạn uh, comment ở trong cái video của mình thì đầu tiên là mình uh, rất là làm tiếc là khi mà mình thấy cái comment của bạn ở trong cái phần uh, thông báo nhưng mà mình cũng không biết là lý do vì sao mà YouTube nó lại xóa cái cái uh, cái comment của bạn ở trong cái video của mình cho nên mình không có thể nào mà trả lời bạn ở trong cái phần uh, comment được. Cho nên là mình sẽ làm một cái video trả lời Cái câu hỏi của bạn Cái câu hỏi của bạn Bạn có cái tài khoản tên là Lam Kira Có hỏi mình là Bác cho hỏi cây lan nước à, Qua em mua ở tiệm về Còn tốt lá thẳng lên Nay lá rũ xuống hết Kiểu như lá mềm xèo Muốn co quắp lại vậy Em trồng chậu đất ngoài trời Dưới nền là phân nền À, thì mình đọc cái câu hỏi này á, thì mình có thể hiểu là bạn mua cái cây lăng nước và bạn uh, mua ở ngoài tiệm cây thủy sư um, tiệm cá cảnh thì bạn muốn trồng giống như là uh, cái cái chậu của mình đây chẳng hạn, <laughs> đây cái cây lăng nước như này thì không biết là bạn trồng là bạn trồng theo kiểu bán cạn hay là uh, các bạn trồng giống như là cây ở ngoài bình thường. Nếu như bạn trồng ở cây ở ngoài bình thường á, thì mình nghĩ là nó sẽ không không được đâu nha bạn vì cây thủy sinh á thì nó sẽ mọc ở hai dạng đó là cây lá nước và cây lá cạn nhưng mà đối với cây thủy sinh thì các bạn không thể nào mà trồng uh, trồng cạn giống như vậy được. Không thể nào mà trồng cạn giống như cái cây này được nha bạn. Tại vì cái bộ rễ của nó không có thích hợp để uh, để trồng cạn. Đối với cây uh, đối với những cái cây thủy sinh này á thì nó đòi hỏi là cái lượng nước của nó phải rất là nhiều thì bạn phải trồng theo cái dạng này nè. Đây nè. Uh, chậu nhưng mà ở trong nó nước phải nhiều nước nhiều lên ở đây mình là nó bị 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 héo rồi đó bị bị hết nước rồi đó chứ mà mình trồng là phải nhiều nữa uh, rồi uh, cũng giống như cái cây này nè đó mặc dù nó lên lá cạn nhưng mà thân của nó phải ở trong nước ở đây cũng vậy đó thì mình có thể hiểu là nếu như mà bạn mua mà trúng cây lan, lan nước mà ở ngoài tìm cái cảnh người ta bỏ ở trong nước nó ra lá nước ấy, thì các bạn khi mà bạn trồng ra ngoài lá cạn đối với lá cạn bạn trồng thẳng vào trong nước cho nó thành lá nước thì được nhưng mà đối với lá nước mà bạn trồng ra ngoài lá cạn ấy, thì không được à, tại vì cái lá nước thì nó sẽ yếu hơn cái lá cạn thì nó sẽ héo dần và cái gốc của nó thì vẫn sống nhưng mà nó sẽ từ từ nó mọc lên cái lá cạn Mà bạn muốn trồng như vậy á, thì đây mình chỉ cho mình chỉ cho bạn Đây, đây nè, mình lấy cái ví dụ đây đi Thì như, thì nó giống như là trồng trong cái chậu sen này nè, ở dưới là Ở dưới là đất, đất nền, phân nền hay cái gì cũng được Nhưng mà các bạn phải có một Một một, một, một tầng là nước cao, cao lên và khi bạn mua về thì bạn sẽ trồng thẳng nó vô trong trong cái chậu giống như vậy nè để mình tìm mình tìm cái cây. Đây đây mình mình ví dụ đi. Đây là khi mà bạn mua về. Bạn mua về thì cái cây nó sẽ như thế này. Lá nước hay lá cạn gì gì cũng được, không không thành vấn đề. Đó. Lá nước hay lá cạn gì cũng được, không có thành vấn đề, nhưng mà nhưng mà điều kiện tiên quyết là bạn không thể nào trồng khô được nha, không thể nào trồng khô như mấy cái cây ở trong chậu của mình được đâu. đó, mà các bạn sẽ trồng kiểu này, đó bắt buộc là bán cạn nha, rồi, đó, bạn trồng theo kiểu này, đó, thì như vậy, thì như vậy cái cây này nó nó sẽ từ từ nó sẽ những cái lá, những cái lá này nè, lá này, lá nước hay lá cạn gì không quan trọng, nó sẽ tự động nó nó mất đi, nó mất đi nó nó già và nó chết đi thì cái cây non của nó sẽ mọc lên và đối với cái tầng nước thấp như vậy thì tự động nó sẽ mọc cao lên là thành lá cạn thì bạn có thể trồng lá cạn theo kiểu đó chứ bạn không thể nào mà bạn trồng giống như là cái cây bình thường được nếu mà bạn trồng theo cây bình thường là nó sẽ chết nha bạn đó cho nên là bắt buộc là bạn phải trồng theo kiểu này nha đó thì thì cái video này là mình mình trả lời cho bạn là như vậy thì bạn uh, kiểm tra lại coi thứ coi là có đúng như uh, như như cái mình mình nói hay không và nếu mà đúng thì các bạn uh, chịu khó là ngâm ngâm lại cái cây uh, lan nước đó vô trong cái uh, trong một cái thùng nước sạch và chờ cho nó tươi trở lại thì các bạn trồng lại nha rồi uh, cảm ơn mọi người đã xem video của mình trong video tiếp theo thì mình sẽ uh, uh, cứu lại cái, cái 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 cứu lại cái cái uh, cái chậu mà lan nước của mình uh, đã lâu lắm rồi thì nó nó hết chất dinh dưỡng và nó gần như nó chết rồi thì mình sẽ làm một cái video cứu lại cái chậu đó cứu lại những gì mà còn sót lại ở trong cái chậu đó, đó cho mọi người xem rồi cảm ơn mọi người đã xem video của mình à mọi người ủng hộ mình bằng cách cho mình một subscribe nha mọi người à, cảm ơn mọi người